Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin 10 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 25 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thẩm tra tờ trình của Chính phủ, đề nghị bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Chính phủ đề xuất sửa đổi 4 nhóm chính sách bao gồm điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn. Đồng thời, dự thảo cũng điều chỉnh các quy định bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. Dự kiến luật quy định tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng đối với một số trường hợp đặc thù, không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, thủ thuật phức tạp hoặc sử dụng kỹ thuật cao được đến thẳng cơ sở khám bệnh chữa bệnh có chuyên khoa, năng lực chuyên môn kỹ thuật cao hơn, trường hợp cấp dưới không đủ năng lực chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề nhằm đánh giá xem xét thông qua 13 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy cho biết, để đảm bảo công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương theo đúng các quy định mới của pháp luật, nhất là luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, nhằm phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kỳ họp chuyên đề này sẽ thảo luận, xem xét thông qua 13 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như sử dụng đất cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung. Do đó đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị các nghị quyết bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Nhân dân đã báo cáo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Nam, nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 theo quy định của pháp luật và nhiều nghị quyết quan trọng khác. Cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây là nội dung được đưa ra tại hội thảo phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hướng tới chuyên nghiệp bền vững do tạp chí Nhà đầu tư tổ chức sáng nay. Từ cuối năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều biến động, liên tiếp các vi phạm đã bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý, khiến cho niềm tin của nhà đầu tư suy giảm, khối lượng trái phiếu phát hành giảm mạnh. Tuy nhiên, thì theo Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đã có 183 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với khối lượng là 174,76 nghìn tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường đang ấm dần lên. Tại hội thảo, các diễn giả đã đưa ra thảo luận nhiều nhóm chủ đề nóng như áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, giải pháp thúc đẩy phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ra công chúng, vai trò của xếp hạng tín nhiệm hay phát triển cơ sở nhà đầu tư. Do đó, để phát triển cơ sở nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh mới, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện. Có thể kể đến việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao chất lượng thông tin và minh bạch, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, nâng cao năng lực của nhà đầu tư. Theo Bộ Xây dựng, trong quý 2, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ có xu hướng sụt giảm 30% so với đầu năm, do nền giá cao và người mua giữ tâm lý chờ đợi. Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ 60 địa phương của Bộ Xây dựng, phân khúc nhà ở gồm căn hộ, chung cư, nhà ở riêng lẻ đạt gần 25.900 giao dịch trong quý 2, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cũng hạ gần 30% so với 3 tháng đầu năm. Báo cáo trước đó của đơn vị nghiên cứu bất động sản Saville cho thấy, quý 2 lượng căn hộ mới bán được tại Hà Nội giảm 4% so với quý 1, đạt gần 5.100 căn. Trong đó, theo dữ liệu của kênh giao tin bất động sản, thị trường chung cư ở thủ đô không còn giữ được tăng trưởng từ giữa quý 2. Lượng tin tăng cũng giảm trên thị trường mua bán.
Từ đầu tháng 8 đến nay, khu vực tiếp nhận thủ tục đất đai ở Ủy ban Nhân dân các quận, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, đông đúc người dân đi nộp hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, xin tách thửa hay chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thì do các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của người dân thành phố Hồ Chí Minh bị tắc ở khâu tính tiền thuế, nhiều người dân lo ngại khi thành phố áp bảng giá đất mới. Có đất lại phải vướng nỗi lo. Đó là cảnh mà ông Hai và nhiều người dân khác lo lắng suốt thời gian gần đây khi nghe tin bảng giá đất mới sẽ tăng gấp nhiều lần. Điều càng thấy rõ là khi những ngày qua, bắt đầu từ sáng sớm, văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn luôn trong tình trạng đông đúc người. Cái giá nó đội lên rất là cao. Như hiện tại chỗ chú đó, thì sau này sẽ tăng lên gấp 30 lần. Bây giờ 1 triệu thôi, nhưng cái giá mới sau ngày 1 tháng 1 2006 nó sẽ tăng lên 30 triệu, thì không thể nào với cán bộ hưu trí như chú không thể đốc thế nổi. Do đang có cái thông tin là giá đất nó tăng cao nên mình cũng hoang mang, nên không biết sao nên phải lên để xin ý kiến và hỏi cái giá đất coi khi nào áp dụng, và để biết gia đình còn lo liệu tiền, chứ nếu mà tăng như thế này là chắc không khả năng nổi. Theo quy định mới của luật đất đai năm 2024, thời gian xử lý hồ sơ cho người dân bị rút ngắn lại so với trước. Thế nên, trước tình trạng số lượng hồ sơ tăng cao đột biến, văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải cử thêm cán bộ tăng ca đến 20 giờ để kịp xử lý hồ sơ cho người dân. Trung bình thì tiếp nhận một ngày khoảng từ 300 đến 400 hồ sơ. Mà thời gian thì có mình cũng linh động để cho người ta có thể nộp trễ xong 17 giờ. Chủ yếu là người ta nghe cái giá đất nó cao, cái người ta lên để tranh thủ người ta thanh toán trả nợ, là sợ cái khung giá nó tăng. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng chưa áp dụng bảng giá đất này, nhưng tâm lý lo lắng là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh thời hạn áp dụng chính thức đối với luật đất đai 2024, các chuyên gia cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần công bố rõ ràng và minh bạch cách tính nghĩa vụ tài chính cho người dân theo quy định hiện hành để người dân được an tâm hơn. Trong ngày 15 đến 16 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm tiếp tục có phần bào chữa của luật sư và phần đối đáp tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát. Trong đó, Viện Kiểm sát nêu lý do không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với một số bị cáo theo Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo Viện Kiểm sát, để được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo phải thực sự hợp tác, giúp cơ quan tố tụng giải quyết nhanh chóng vụ án như hỗ trợ đối chiếu số liệu, sổ sách, các đăng kiểm viên hỗ trợ xác định lỗi theo các hồ sơ, khai báo những nội dung để làm rõ hành vi phạm tội của người khác. Trong khi đó, trong quá trình điều tra, có trường hợp bị cáo được cơ quan điều tra mời nhiều lần mới lên làm việc, khi cơ quan điều tra có đủ tài liệu đấu tranh mới thừa nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, các bị cáo này lại đề nghị được hưởng tình tiết tích cực hợp tác là không có căn cứ. Viện Kiểm sát cũng cho biết, quá trình điều tra, quá trình truy tố, các bị cáo thành khẩn, nhận tội. Nhưng tại phần thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, các bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, sẽ không được Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết, người phạm tội thành khẩn, khai báo, ăn năn hối cải. Ngược lại, quá trình điều tra, quá trình truy tố, nếu chưa thành khẩn nhận tội, nhưng tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, thì Viện Kiểm sát vẫn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo theo điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Viện Sinh thái học miền Nam đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lòng sông Đá Bạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã lắp đặt bẫy ảnh phục vụ nghiên cứu. Sau một thời gian, dữ liệu được trích xuất từ bẫy ảnh được kiểm kê, định danh và phân tích đã ghi nhận được 24 loài chim và thú được ghi nhận. Trong đó có những loài nguy cấp, quý hiếm như trà vá chân đen, tê tê Java, sông, sơn dương, khỉ đuôi lợn. Viện Sinh thái học miền Nam đề xuất cần tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch giám sát đa dạng sinh học, định kỳ để kịp thời đánh giá, cập nhật hiện trạng, cung cấp các thông tin hữu ích, phục vụ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Do tâm lý e ngại ảnh hưởng đến sức khỏe khi nhiều thông tin về dịch tả lợn châu Phi bùng phát nên một bộ phận người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang né thịt lợn. Sức mua cũng như giá cả thịt lợn hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề. Trái với không khí mua bán tấp nập trước đây, những ngày gần đây, quầy bán thịt lợn của bà Tuyết ở chợ Đống Đa luôn trong tình trạng vắng người mua, ế ẩm. Bà cho biết bình thường tới 10 giờ là quầy của bà đã gần hết thịt và tới khoảng trưa sẽ đóng quầy. Thế nhưng sáng nay quầy của bà còn rất nhiều thịt trên bàn.
Hồi trước đây thì chị thu nhập là cỡ 100 ký, mà giờ chị hiện tại thì cỡ được 20 ký. Nói chung là giờ chị là tình hình người khách đi chợ thì họ cũng e ngại, thành ra là cũng không có bán được. Cùng chung tình cảnh ấy ẩm, bà Xí, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Túy Loan, huyện Hòa Vang cho biết, dịch bùng phát khiến thị trường thịt lợn rất ảm đạm, không bán được hàng, số lượng thịt cũng nhập hạn chế hơn. Từ bữa hôm mà dịch bệnh tới về đây thì người dân họ người ta họ không có ăn thịt lợn nữa. Nhưng mà thực tế ra là chợ rất chi là ế ẩm, không bán từ bữa hôm đến nay. Nghĩ không hết mấy 70% rồi, làm có 30% nhưng mà vẫn không bán được. Nhưng mà cũng vẫn có nguồn heo sạch, nhưng mà vẫn dân họ vẫn không ăn. Sau khi dịch tả lợn châu Phi công bố, với tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhiều người dân lo lắng và dần thay đổi thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày, chuyển hướng sử dụng các loại thực phẩm khác. Thì tình hình đây là mình hạn chế bớt, rồi mình chọn lựa cái thịt tươi tốt là mình ăn, chứ mình giảm ăn mua cái thịt bầm dập ở bên ngoài. Mình mong là từ đây sắp tới là các cơ quan chức năng hiện đại đang vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố Đà Nẵng là kiểm soát chặt chẽ đây nữa, nhất là các nhập cư ở nơi khác tới. Theo ông Quang, hiện công tác giám sát theo dõi nguồn thịt về các chợ đang được siết chặt và cũng kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn chặn lợn bị bệnh tuồn vào thị trường. Trước khi mà cái lượng hàng mà đưa vào chợ là chúng ta là tất cả cơ sở đó đã kiểm tra rồi. Qua là vào chợ là chúng tôi kiểm tra với mắt thường là bằng giáo, nên để phục vụ cho bà con coi như là nhân dân được tốt hơn trong cái vấn đề mùa dịch. Đến thời điểm này, địa phương cùng các cấp ban ngành đã khoanh vùng ổ dịch, dập tắt dịch, ngăn chặn lây lan. Bên cạnh đó, để cởi bỏ tâm lý e ngại, không nên quay lưng lại với sản phẩm thịt lợn, địa phương cần tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ, trang trại chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung thịt lợn an toàn, góp phần thúc đẩy tiêu thụ thịt lợn, giúp người chăn nuôi và ngành chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tại khu vực cảng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một quả bom nằm sát mép sông Lô, cách cầu Việt Trì khoảng 150m về phía hạ lưu. Theo nhận định, đây là loại bom không quân Mỹ sử dụng để đánh giá khu vực cảng và cầu cảng Việt Trì từ năm 1970 đến năm 1972. Quả bom có đường kính 30cm, chiều dài 1,2m, nặng trên 100kg. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành căng dây, cắm biển quảng cáo khu vực đặc biệt nguy hiểm, không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ kịp thời phát hiện biện pháp xử lý. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng, Trung Quốc đã thống nhất thí điểm thời gian mở cửa khẩu Bắc Luân 2. Theo đó, hai địa phương thống nhất thí điểm thời gian mở cửa khẩu Bắc Luân 2 từ 7 đến 20 giờ theo giờ Việt Nam, từ ngày 1 tháng 9, thông quan cả ngày lễ, ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, trừ ngày lễ Tết trong khoảng thời gian 3 tháng để đánh giá hiệu quả. Thành phố Móng Cái đề nghị chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Trung Quốc giảm chi phí thông quan cho doanh nghiệp, tăng hiệu suất, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Móng Cái, Đông Hưng, áp dụng linh hoạt cơ chế kiểm soát hàng hóa tương đồng với các cặp cửa khẩu khác trên tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ và Thống đốc bang Minnesota thuộc Đảng Dân chủ Tim Walz và Thượng nghị sĩ bang Ohio thuộc Đảng Cộng hòa David Van sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 trên kênh truyền hình CBS. Cả hai ứng cử viên Phó Tổng thống đều đã nhận lời đề nghị của kênh truyền hình CBS. Cuộc tranh luận giữa ông Van và ông Walz sẽ diễn ra sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump trên kênh truyền hình ABC News vào ngày 10 tháng 9. Thượng nghị sĩ David Van cho biết ông muốn có thêm một cuộc tranh luận nữa trên kênh truyền hình CNN vào ngày 18 tháng 9. Một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, các quan chức y tế Thụy Điển thông báo trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ ở nước này. Đáng chú ý, đây cũng là trường hợp đầu tiên được chuẩn đoán bên ngoài lục địa châu Phi mắc chủng Clade 1, một biến thể nghiêm trọng hơn của virus đậu mùa khỉ. Theo Bộ trưởng Y tế và Xã hội Thụy Điển, trường hợp này được phát hiện tại khu vực Stockholm. Người bệnh thì được cho đã bị lây nhiễm trong thời gian lưu trú tại một vùng ở châu Phi đang có dịch bùng phát lớn. Bệnh nhân đã được điều trị và hướng dẫn theo đúng khuyến cáo hiện hành. Các cơ quan chức năng Thụy Điển đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bản tin 10 giờ đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.